Ok em ơi, hiện tại bây giờ thì tối nay thì Nhật Achi Trương Thanh Phong tối nay đang lên tiếp tục đó là những mảnh lân nhạc cặp phong kiếm mà kiếm lân nhạc chứ, kiếm lân nhạc cuối cùng em ơi, còn 3 mảnh cuối. Nãy ép được 3 4 mảnh này, chung là thành công khá là trọn vẹn rồi. Giờ Khải muốn quay lại video cho anh em xem, cùng chờ đợi xem thử Nhật là... Ôi, Ôi, xấu xịt à? Xấu xịt đi xấu ép cái khác thôi, bỏ xuống xấu dưới. xấu tự nhiên chán xấu đúng rồi. À nó còn xấu à? Ok, dành lên. Thì đợi coi thử Nhật ra cây bao nhiêu nha em ơi. Hello này mới vô, hello mọi người nha. Người ta ép từng vừa có, hát thằng mình ép từng xịt nè mà. Còn 3 mảnh cuối cùng nè mày. Ổ này. Trắng này. Rút này. Cưng này. Ủ dung. Cưng Vô mảnh số tiếp theo, thiếu số. Thiếu số. Lấy số rồi. Lấy số. À, tiếp tục đi lấy số nè mày. Số 5. Ừ, lân nhạc thái cực kiếm, ok thằng Hòn ơi. Thiếu thông tin hả? Mỗi lần vậy nó phải ra vô lại. Rồi, đủ tử rồi, 7 tử đủ rồi. Rồi, mình xuống năm anh em ơi. Rồi, vô mạnh 7 tử. Cứ hút kháng hỏi làm mình nhảy liền, nhảy số liền. Có thiếu à? Thiếu một viên. Thiếu một tử ta. Rồi, đi lái đi. Lái đi. Ông này ai chơi hả mới Gái. hình? Đúng rồi em ơi. Ngoài cái lên nhạc, đúng rồi, lên nhạc thái cực kiếm. Còn kia là cây cặp phong trăng vũ kiếm. Ok thầy Hoàng ơi, anh em còn chờ đợi 3 mảnh cuối cùng cho nè. Đó, tự ép cho nó đi đâu sau này, tự ép cho nó rõ cho nó. Rồi hiện tinh. Rồi bạn hiện tinh chưa? Nhật đang là một trong những người rất là thích đam mê võ đan, chơi võ đan từ hồi đến giờ là khoảng gần 2 tháng rồi em ơi. Lên sang. Xa. Lên. Rồi, đồ. Năm trên chín. Đồ, anh Năm nghĩ cái đó. này 100% lên nào anh em ơi. Đồ kiểu này anh nghĩ là tỷ lệ quá đẹp rồi. Không biết là tại vì mình nhát thôi chứ còn đỡ mà test thì có thể rút ra không bỏ gì hàng, Rồi. thằng nghĩ vẫn lên. Mày mình chưa dám test Rồi. thôi. Rồi tiếp tục mạnh tiếp theo. Mạnh tiếp theo Hết anh em tử ơi. rồi, hết tử rồi hay sao? Hết tử rồi. Nó tự chơi tí chơi 7 viên khác cũng được, sao hết. Cứ vô cùng màu rồi được. À, lá thiên vệ tinh đi. Ừ, mười mập đúng là thành đào ơi. Tiền nhanh quá rối não thôi Nhật. Đồ nó dài ép lú lắm anh em. Nên là phải từ 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 bình tĩnh xử lý cái đầu hơi bị lâu anh em. Ok. Ta một ép cái này 7 con lấy đủ 7 phôi ép lần nữa. Ừ. Ép xong đây ra ra đi hừa cái bot. Ở bên đây lục không à? Ta mới lục. Cái này không có thì rớt mà nếu có thì cây bổng cái băng cây trung tinh con đang hút phải có rớt. Nói chung là có rớt này mà nhiều anh em bảo có rớt, người nhiều bảo nói không, nói chung là chưa ai dám thử nè. Giờ thả ra không viên thủy tinh nào nó lại rớt thì lại tiếc, nó khổ vậy. Tại vì chưa ai test Enderman ơi. Tại vì những cái đồ bình thường đó thì có người test rồi, tại vì nó phôi phổ nó rất khá là Ra rẻ. bot đi anh, ra bot đi anh. Ừ. Còn em cho xe ra bot đi. Cho anh chính ra bot đi. Anh nào đứng là ép hiện tại này, anh nào ép thôi có được anh chính ép đi em. Cho nó xanh chính, cho nó đẹp. Có đây trên ép đi. Chứ còn chưa biết rõ nữa. Nói là cũng khó. Nếu biết rõ thì nó lại thoải mái đi. Như Khải khép mấy cái món đồ á. Nếu Khải biết trước là nó lên rồi thì Khải đâu cần bỏ viên thủy tinh nào. Đó, vậy thôi. Tầm này thì chưa biết. Nó nên là không dám. Tại vì nếu mà xịt thì sẽ mất khoảng 5 kim đến 6 kim.
thì nó mất khoảng một lần xịt 400.000. Mình đó. Chưa biết nhưng mà mình cũng không muốn test cho ai hết. Không muốn test cho ai hết, ai muốn test tự test đó. Tự test. Chứ không dám, đúng rồi. Đúng rồi, giờ ông ba còn lớp lên xuống, cái này cái vũ khí mà không lớp sao được, phải nghĩ có. Phải nghĩ cũng có. Đúng rồi. Cũng có người anh em bảo ép có thì là rớt mà thấp. Anh em đợi tí tiếp tục đang gom đồ anh em ơi. Đúng rồi, theo khuôn cho chắc chứ tiết kiệm cái rớt toàn nữa, mất thời gian. Đánh luôn rồi kìa, anh ra. Ừ, đánh rồi, ra đây, anh ra rồi mà. Nên nhận kinh nghiệm. Đúng rồi, một lần xịt 4 xị anh em. Một lần xịt 4 xị đó. Vũ khí mà rớt sót lắm, thả máy mạnh rớt một kim, hai kim thì cũng nói. Nó xịt cái đều đậu. Hôm trước cái nội cái đai lưng xăm hòn á. Đai lưng xăm hòn khá đau nha. Đai lưng xăm hòn 4.8 1.7. Nó gấp mấy lần cái phôi của lăng nhạc này luôn. Mà nó xịt bạch bạch. Trời ơi, đau đầu luôn em. Một lần xịt gần 3-400 nghìn của ông anh. Không lên nữa. Nó đông là khó. Rồi tiếp tục đi anh. Ngoả nè. Hồi xác nè. Lực nè. Nỗ lực. Nỗ lực và trốn trong cuối. Đó cứ làm đủ đủ đồ quanh ra một lần ép vậy thôi. Đừng chứa nhiều mà nó chặt mà nó rối. Nhiều khi lúc lộn. Nên có nhiều đợi thử ra mắt không nha anh em. Cố gắng 3 cấp anh em ơi. Đủ phố anh em ơi. Đầy đủ hết rồi. Dương 3 số anh em ơi. Hôm nay chứ việc là vào việc này. Nếu mà thành công ảnh thì Nhật hôm nay sẽ ra cây vũ khí luôn. Một trong những cái ước mơ và đam mơ của Nhật bấy lâu nay. Và hôm nay sẽ là ngày cuối cùng thực hiện đó. Bắt nờ dữ choáng á ta. Nhật ơi. Đây. Nhật. Giờ mình còn hai mảnh cuối đúng không? Đúng rồi. Rồi thằng đẹp mà đọc có bán cái một mảnh đúng không? Ok chưa? Rồi, chuẩn chưa? Và bây giờ này, anh The Man nói một câu này, Khải nói mùi mập ép thử một lần, không bỏ vụ viên thật tin luôn. Nếu rớt anh donate cho 400k mua lại cái đó ép tiếp. Ok không? Chơi không? Quan trọng là mình kiếm lôi xếp nội công á, đủ có 6 cái à. Đúng rồi, mua đủ 6 cái hơi khó. Giờ mà rớt một cái á, là phải đợi tới ngày là mai. Đợi tới ngày mai luôn á, đúng rồi, cũng khó. Phổ có sẵn đó, tại vì Khải thấy thằng đẹp mà động là mới bóc cái phổ, mà vấn đề về cái lôi xác thì mới khó rồi nè. Mình không có đồ lôi xếp nội công, sáng dịch ra mua có mấy đồ có mấy. Ừ, lúc này gần 2 tháng rồi nè mà. Rồi, tiếp tục thôi, cứ đỡ full anh ơi. Nói chung thì nếu mà có giờ ai bán cái lôi sắt nội công á thì mới ra test cho anh em, test cho anh xem, cũng như anh em xem thì ok. Chứ này không ai bán rồi. Có bất thì tên này cũng lái Phú Duyên nữa. Không ai bán nữa. Rồi ép luôn cho full tối nay mất ngủ nè em ơi. Giờ mà đỡ ngày mai ép ra Nhật mất ngủ luôn á. Rồi phải ép được cho bằng hôm nay. Chỗ nào? Thời gian trôi thoáng qua những bộ giấc. Chúng là cảm ơn anh The Man nha. Nhưng mà thôi đỡ Nhật cho khỏe đi anh này. Nói chung là cảm ơn anh vừa có thể là bảo donate 400k đỡ có thể bù lại cho Nhật. Nhưng mà giờ mua nó khó quá anh này. Khó quá. Em rào cả ngày mới được có 6 cây. Ừ, nên khó. Thôi, không có tiếc anh này. 4 viên thủy tinh, 7 viên thủy tinh này nó tương đương khoảng tầm 100 nghìn thôi. Nên là thôi, không có tiếc. Bởi vì người tin thì khoảng cái xấu xô thì khoảng 100 nghìn thôi. Nên là không tiếc nha anh ơi. Không tiếc nha. Còn hai mảnh này thành thôi. Có thành công này cho nó khỏe. Sợ khó đó. Trong ép này chỉ sợ trong ép này chỉ sợ là xịt cái phẩm thôi nè. Xịt phẩm là khổ gơ luôn. Cố gắng thành công là ok thôi. Hạn chế không đối xịt được. Khải rảnh kìa, Tết đi á, Tết là gì anh Cường? Đúng rồi, lái xe rồi. Đúng rồi, Hoàng Nguyên Tử rồi. Giờ bây giờ thiếu tử thì giờ em quanh Nguyên Lam đi, quanh Nguyên Lam vô. Quanh Nguyên Lam vô. Lam còn nhiều đúng không? Quanh Nguyên Lam đi. Nguyên Lam vô, ok. Ok.
Giống Khải giờ ra kiếm áo qua ngày bán. Đúng rồi, khó nữa. Nhật khói màu vàng kìm nó khóc. Cầm lên nó khát vọt lắm. Đúng rồi Nam, khát vọt hoàn toàn chứ. Cái gì ta? Nội lực. Nội lực hiện 2. Rồi, nội lực hiện 2. Rồi, ok. 10 được. Đúng rồi. Nội lực hiện 2, phòng mấy? Phòng 6 ạ? À? Phòng 8 ạ. À. Phòng 8. Ok, rồi. Ấy gớt. Thấy chưa? Đèn thấy chưa? Đâu, đèn mất thị tinh rồi. Ok, đi tìm phòng khác. Ở cái đầu đó thôi, cứ đập. Bây giờ này, em đi dạo mua shop 2 cục nội lực đi. Đập 2 cục 7 lên 8 đi em ơi. Chứ cục 8 thốn quá. Nè. Nội lực hiện 2 thì có nhiều. Không mất 20 vạn là mua được. Nội lực hiện 2 đi mua đi. Tốn thêm 2 thị tinh, đập 2 37, đập lên 8. Thôi rồi, rớt này mà. Cứ đập 2 cái nội lên 7. Đúng rồi, đập 2 nội lên 7. Đập 2, 7 lên 8 rồi. Tại vì phát cuối rồi nên là thôi, tiết kiệm được viên thì tính được tiết kiệm. Phải mua 2 cục kia. 8 xu ra đi. Đúng rồi, phải rồi, 8 xu ra đi. Lúc trước Khải có cái áo bán 10 kia không em mua nè. Sau này Khải cái này đúng không ta? Từ từ, cái gì? Đúng. Nỗ lực đúng không? Đúng rồi, mua 2 cục đi. Rồi, ép 2 cục 7 đi. 2 cục 7 đi. Ép 2 cục 7 lên 8 đi. 1 thủy tinh, 2 đại, 2 tiểu đi. Còn những mảnh cuối rồi. Đúng rồi, đép này nó cũng rớt. Đâu nó lên 8 lại sao? Ừ, nó đâu lên 8 lại sao? Lúc nãy hơn lên 8 sao? Đúng rồi. Nó đâu lúc nãy mình hơn nó đủ cái kháng họ. Còn 7 thôi mà nó cho lên 8 luôn em không? Cứ 2 đại 2 tiểu rồi, may mắn lên 8 thì mình lại khỏe. Đó. Mình sẽ bù lại cái phẩm 7 lúc nãy. Rồi, cái mực. Nỗ lực lúc nãy là cũng chấm mấy ít đâu. Vẫn xịt là xịt thôi. Hên xui nữa mà. Có tử hả? Làm. Nỗ lực là làm. Nỗ lực là làm đúng rồi. Cứ nỗ lực sinh lực là làm. Còn tử là phút cuối. Đập lên hay không nhờ vào tử nữa hay không? 7, rồi tiếp tục làm cục 7 nữa. Không là lục với lam là sinh lực, nội lực. Mà dương lam thì thấy cảm giác ép nó khỏe hơn. Nên là lục thì ít xài lắm. Lục ít xài. Lam với tử là nhiều. Còn nói chung nhiều người, mỗi người một cách thôi. Còn đó là cách một khá thôi. Bây giờ nó làm 8 nó chữ thề đó. Rồi, qua thành đô, qua thành đô trung tâm. Qua thành đô ép, qua thành đô ép. Đô, trung tâm. Rồi, thờ đen, rồi, vô. Dòng thứ hai đó. Rồi, tinh liền dòng thứ ba. Không thật, đúng rồi, bỏ vô. Bỏ từ trên xuống dưới, từ trên xuống dưới. Rồi, giờ cũng được. Rồi, lên 8 là xong, cố lên. Rồi, đó, vậy đó. Đỡ tiết kiệm 2 dương thủy tinh nữa không? Trước thôi là mình làm cục 8 nữa là tính ra mình móc 4 thủy tinh nữa. Đây mình 2 thủy tinh mình lên được 8 rồi. 7, 2 đại, 2 tiểu. Rồi, nên chấm gió thì đi thất điện đó. Cái sẩm xây sẩm. Ăn hỏa chắc bỏ tử ha, anh Khải đâu rồi? Dùng.
nữa mới thấy ai sợ ghế nữa. Bảo tử hả? Bảo tử hả? Cái hỏa là bảo tử đúng không? Cái họ hả? Họ tử cũng được, tử, nói chung là em còn nhiều tử không? Không không còn. Bỏ làm cũng được, bỏ làm cũng được, bỏ làm. Rồi, lên sàn. Nãy làm nó lên 8 lắm. Hồi xưa bên 15 ép đồ tím còn công thức hút kháng nhức đầu. Đúng rồi chẳng mặn. Áo là xấu lại. Hai tiểu chọn dùng cuối đúng không? Lên mảnh này nữa là sẽ còn mảnh cuối cùng rồi nè em ơi. Má mình nói mảnh tay nhanh hơn não. Mình máu nói mảnh ảnh chỉa tay vào mảnh liền. À, chung nhũng. Rồi, xấu đại 2 triệu vô. Ba trăm anh em đang chờ đợi cây vũ khí của em. Cố gắng 3 cấp nha anh em. Cố gắng 3 cấp là đạt chỉ tiêu. Đạt móc 81 của Võ Đan. 3 cấp thì thêm tấn chống phái càng khôn 2 cấp nữa là đạt móc. Đúng rồi, đạt móc. Di chuyển cái gì ạ? Cha là nữa nè, tin có rồi, tin thiếu, lấy bảy lam à? Giờ hết tử thì giờ lấy bảy lam, cứ cùng màu rồi được. Canh sau canh đỡ một phát cuối cứ cùng màu rồi được em. Nó lắc nó đi ra đây. SOF đỡ cuối cái phút cuối nó cứ đỡ cùng bảy bảy thì tin cùng màu rồi được. Cảm giác là thầy giáo chỉ học trò, không biết thành tài hay không đây. Năm đó cho năm đọc 79 FK Down tím hút xin hút nội bên sắt đi tổng kim bá luôn. Đúng rồi, xưa ngon. Hình tin. Rồi, vô mạnh số 9 nha. Giờ đi 9 ngược lại 8 đúng không? Rồi, mạnh số 9 em ơi. Vô 9. Ok, đủ tính ra là tỷ lệ thành công cao nè em ơi. Tỷ lệ thành công cao luôn. Cái gì vậy? Đang ép đồ mà đứng hỏi ép cái gì? Rồi, mạnh cuối cùng. Nó lắc nè, nhìn nè. Em bảo lưng tay phải, em chạy quá xa rồi. Bảo lưng tay phải đây, bảo lưng tay phải. Rồi, đi vô bảo là em đi quá xa. Em chạy quá xa. Em nhấp chuột, nó chạy quá xa. Rồi, mạnh cuối cùng em ơi, cố lên. Trời ơi, like cái đen của thầy thì quá khổ, thầy và trò luôn ạ. Để Nhật gom phổ cái này mày, phát cuối. À, hay gọi ai chơi mà gọi Nhật không nhìn nghe không quen đúng không? Ủa sao này Kháng Hòa có 9 giờ rút được không vậy? Đâu Kháng Hòa 9 hả? Được, được, phần 7 được hết á. Đúng rồi. À không, mới mua. À mới mua à? Mới mua đi dạo mua đi, có cái trên 20 mà mua 9 cái gì? Không, anh mới mua cho em à. Đâu, vậy anh mua em hai cả một cái 25, một cái 25, cái 22. Còn cái 9 là cái hồi chưa á, cái 9 cái hồi chưa á. Thôi đi mua đi, mua, nó đứng tương dương trung tâm. Rồi, ok. Chớ có anh mua nãy là cái 25, 25 và một cái 22. Còn cái 9 là cái hồi chưa á. 9 cái hồi chưa anh đưa. Là làm cặp tiểu lý với năm đọc ở cao tổng kim phơ, đúng rồi anh em ơi. Anh em chuẩn bị dự đoán Thi Nguyễn ơi, còn đó không Thi ơi? Anh em đang chuẩn bị chờ đợi nè Thi ơi, với Thi còn đó không? Thi ơi, hiện lên nào. Hiện lên nào. Anh em chuẩn bị chờ đợi Thi Nguyễn ra kèo cho anh em nha anh em ơi. Dự đoán nha anh em. Sao bị thiếu cái chén ngẩn ba rồi ta? Đúng chưa, chưa đi mua, dạ đi mua một tí. Sao phong bụi không có cái tường nào bài khải? Nhưng phong bụi có mà, phong bụi tượng top 1 mà anh em. Phong bụi tượng top 1 mà. Đó, Thi Nguyễn này hiền nha anh em ơi. Chuẩn bị anh em chờ đợi mạnh cuối cùng là chúng ta sẽ dự đoán nha anh em. Dự đoán xong Thi sẽ donate anh em. Dạ, thiếu cái chén không ba rồi. Ừ. Sao mở bài anh, ạc đó tên Trương Tâm Phúc hả? Cái tên game tuồng mùi hành hả? Đó, ạc này là Trương Tâm Phong anh em. Đang mờ là do ôi, Khải đang mua 6 sổ mà ta. Đi dạo, đi dạo. Tại vì Khải đang live tài trực tiếp trên Discord lại nè. Nên là nó mở nè. Khải live Discord lại này. Cho anh em xem nè. Đây. Đó. Đang trên Discord mà.
Vậy ông Lung server có 3-4 đôi rồi nha anh em ơi. Ờ má, trăm xu nữa. Cái gì trăm xu? Chồng 3. Chồng 3 gì trăm xu? Mua... anh ơi, 50 vàng mua lẹ nè. 50 vàng là có đầy rồi, đến coi anh coi. Vàng. Chó hồng 3 đúng không? À đây có luôn. Phường Phường Hoàng Thành Bắc, Phường Thành Bắc ơi. Phường Hoàng Thành Bắc. Hoàng Thành Bắc. Tao ép ra cái kiếm là tao chưởng vô đầu luôn bạn. Rồi. Ô, đâu rồi? Bao nhiêu đất đây? Lấy chưa cái nhẫn này? Hả? Đâu, anh quăng nhẫn gì vậy? Nhận chón khăn cái chón dòng cuối 30 ấy. Đó, không có, đâu có lụm nữa. Bài nữa. Nè. Em like luôn. À đâu. Bây giờ em không nhận cái gì luôn hả? Không, không, là gì đó nhận được qua. À đâu. Cái này nhận khác, cái này nhận khác. Hai cái lận. Lắc cho ta. Nhặt đi. Thiết mất mẹ rồi, em lái lại luôn nè. Đâu rồi. Ờ, bị lắc rồi, để thác cho lại. Nãy là anh quăng một cái nhận cấp 9, chón 30. Đó. Còn giờ cái này là anh quăng nhận cấp cấp 8 chón 20. Đây đây nhận cấp 5 trăm đây đã bị lắc này. Đó, có chưa được có rồi đúng không? Rồi ép đi. Ừ có rồi, có rồi. Bị lắc này. Không có, không có Phan Nguyễn này, này Trương Tâm Phong. Cho anh. Ừ đúng rồi, đó móc chón với chân phái hay đấy. Đó móc chón với chân phái ok đấy. Móc chón với chân phái anh em nào vừa đón đúng thì thi donate đó. Ngập bò lên nhạc ép được không ta? Ngập bò lên nhạc ép xịt anh em à. Ngập bò lên nhạc ép xịt. Anh Hải thấy lắc không? Ừ. Tắt được quyền tinh luôn nè. Ừ. Sao? Cái linh gì vậy? Đậu xanh cái thằng linh cái đồ sắc mình ra. Cái đậu xanh canh nha. Linh này cái đồ sắt mình chơi vậy? Nó bị lắc rồi. Đợi xíu, đợi xíu. Cái này tí nè mày. Nhân xe em bị chạy rồi kìa, em chạy kéo lại boss cái này. Xe em chạy rồi. Chạy khó chịu rồi. À đứng chơi nha nè. Đem lại tí nè mày. À lên la lại đây, lên la lại đây. À tiếp tục cuộc hành trình nè mày. Đó. Rồi. Cho xe đứng bên trong nhận. Ok anh em ơi, anh em cùng dự đoán thi donate cho anh em cho vui nè mày. Hiệu ứng chón và lại cấp chân phá nha nè. Hiệu ứng chó và cấp chân phá anh em dự đoán đúng thì sẽ được nhận donate từ Thi Nguyễn nha mọi người. Hiệu ứng chó và cấp chân phá nha nè. Dự đoán đúng sẽ nhận thưởng từ donate của Thi Nguyễn nha nè mọi người. À, hôm trước cũng Thi Nguyễn cũng donate cho ai 100k hai đó. Tử để làm gì? Dư hai tử nè. Dư hai tử hả? À? Thì tử tí rồi rút khắn họ. Ok, tiếp tục. Vô tưởng tướng rút cái họ. Cái họ với cái gì bậy bậy đó. Rồi, lôi sát, lôi sát nội công. Lôi sát nội công. Đừng góc không quốc dân tử vô. Dân tử vô. Nhà đại 2 triệu đúng không? Ừ. Ủa sao bị cái đồ sát gì vậy ta? Lung tung lăng tăng mà. Ôi bảy. Ôi
có 3 cấp nữa nè, có 3 cấp nữa. Hiện tại như server chưa có cái nào 3 cấp đúng không Nhật ơi? Có cây của Dân Mắc Xanh. Dân Mắc Xanh, cái đó không ép ra đúng không? Được, cố gắng phải đặt 3 cấp anh em ạ. 3 cấp thì nó mới đặt móc 81 tóc tóc không, tóc nó đấm. 2 cấp à, em nhớ là nó có 2 cấp. Dạ chưa có cái nào 3 cấp mà. Được, coi tối nay em sẽ là cái 3 cấp đầu tiên server rồi. Bật ngân khoáng nè. Rồi 4 đại. Thế là không lẽ lấy 4 lam, nó bị lẻ một. Ừ. 4 lam luôn ha. Ừ, 4 lam luôn. Đúng rồi. Thành công là được, đừng đợi nó xịt cũng công tiếp. Nè, lực 96 là được rồi đúng không? Ừ, hồi nãy từ từ, à, vô đi. Đó, ok. Bây giờ là tên tử. Cứng ngõ, ok. Hiện tại đang ép cây linh nhạc vũ khí nha em ơi. Cây vũ khí linh nhạc nha em. Ừ, danh 3 cấp rồi đúng không? Ừ. Ui, má xịt nữa. Hình như này có cục 6 nữa rồi. Đưa 3 cục 6 lên. Rồi, 6 dân Phúc Đại. 6 Phúc Đại đã lên rồi. Khó nhưng mà nó sẽ thành công nhiều hơn nè. Rồi, kiếm cái phổ kháng hỏa. Kháng hỏa nó cao cao một tí. Đẩy mà phẩm 6 cho nó dở. Ừ. Xịt xịt phải rồi, xịt xấu. Khó vậy ta, làm khó vậy thấy hơi khó. Phù dung đúng không? Ừ. Cái hòa lần 2. Hết mùa rồi, mùa cho lên cam được không? Được, tí nữa mùa lên cam. Không lên cam. Ẩn cư. Ẩn cư. Hello ghẹ nha em ơi. Ừ. Xấu đại 2 tiểu. Có ghẹ ra. Rồi. Mạnh cuối cùng anh em, thành công sẽ đi ra cây lên nhạc 3 cấp thì sẽ đọc móc anh em ơi, cố gắng lên 3 cấp là ok. Cố gắng 3 cấp là thành công, trọn vẹn luôn. 3 cấp chống phá là ok. Hello bằng chủ tình, à, đúng rồi, John sẽ biết cũng biết nè. Ghẻ đang cầm bằng tình bên dược sơn ký sử mà. Rồi tiếp tục. Chủ tình phá bot, thì phá bot. 7 không? Ôi, 7 luôn. Ảo thiệt sự nè, thấy không? Thôi ok em ơi, ok rồi, giờ là thành công rồi, đỡ phải ép 3 dân 6 lên 7. Đó nè em ơi, thấy ảo chưa? À, lúc bỏ thì tin thì nó lại 6, mà lúc không bỏ thì tin nó lại 7, trời ơi quá đẹp. Rồi chung nhũ phẩm 6 tiếp tục, 2 tiểu. Rồi ok anh em. Hơn 300 anh em đừng quên cho Khải một like ủng hộ chơi nha em ơi. Anh em nào có rảnh thì ghé vào kênh Ghẹ 81 và ủng hộ Ghẹ 1 view ủng hộ chơi nha em. Ghẹ thì nó cũng like dữ lắm, hồi xưa cũng cùng với Khải á. Mà hiện tại bây giờ đang live bên server mới X7 Dược Sơn Kiếp Sử rồi nè. Cầm băng chủ băng tình mình đó nha. Anh em nào thích thì cứ ghé vào kênh của Ghẹ đó, ủng hộ Ghẹ và đăng ký kênh ủng hộ chơi đi nè. Rồi, số cái chón anh em ơi. Chón 2 tiểu. Rồi, thành công cái này nữa là ra mảnh tiếp theo nè em ơi, ra cái kiếm luôn á. Trời ơi, đậu xanh. Thôi, nó muốn thêm một cái. Hình như này có một cái chón xịt đúng không? Em qua vô rương. Này có một cái chón xịt nem hay sao á. Qua đây anh vứt thêm một cái chón nữa. Anh nhớ có cho một cái chón xịn đâm mà. Đợt. À. Thôi vứt cái chón này bỏ viên thị tinh đi em ơi. Hết rồi đúng không? Thôi vứt cái chón bỏ viên thị tinh đi. Phá game, phá game. Hết phút viên đại luôn. Nè. Ô, bỏ thị tinh là nó bỏ thị tinh luôn, còn gì đại nữa. Bỏ thị tinh luôn. Ừ. Ở đâu? Phường Hồng Thành Bách. Nó làm anh em hoài hợp quá anh em. Đâu. Ba phẩm xịn phẩm 5 rồi. Ai, bỏ thì tích luôn em ơi. Thôi là còn mình đâu phải thiếu tiền. Rồi. Hồi nãy là 6 phút lên 7 đó. Ừ, nãy 6 phút dương đại 2 tiểu lên 7. Đây, 6 dương đại rớt xuống 5. Một cái tinh có thêm một cái tinh, một đại 1 tiểu em ơi. Một cái tinh, một đại 1 tiểu. Thêm dương tiểu nữa. Đó là phát cuối rồi đúng không? Ừ, phát cuối rồi. Ở sao Nhật em chỉnh chế độ 3D này hả? Anh không chơi được chế độ này nha. Chế độ 3D là anh zoom để anh quan sát coi nó đứng đâu á. Thì đúng rồi, thì nó cũng nhiêu đó thôi mà, đâu khác gì mấy đâu. Bản đồ nó cũng nhiêu đó chứ mấy. Hay là em cảm giác zoom nó tốt hơn. Kháng hỏa hiện 2, ẩn 2. Đáng mà.
chón à, chón chón Trung Vũ, lộn lộn Trung Vũ hả? Thủy, Trung Vũ Thủy, rồi. Tôi thấy thấp thoáng ông Adder đang tàng hình đang ở đâu đây? Đồ phút cuối rồi nè mà, đồ xịt hai phát nè, bộ áo chung cháo. Thằng này coi nhắm thì tin đủ đúng không? Rồi vô thêm thì tin luôn ơi. Viên viên lục dư này, cho nó hết viên lục luôn đi. Rồi viên lục đi. Rồi một đại một tiểu thôi, không có nhiều đâu. Cái này cần phẩm xấu thôi. Một đại phẩm tiểu có thể lên rồi. Tiểu đang bật viên tiểu nữa. Bật tiểu lên. Rồi cho nó có kèm kèm vàng đỏ cho nó đẹp nè. Hiện tại Nhật đang ép lên nhạc kiếm nha em ơi. Hiện tại anh em đã một số anh em comment rồi, anh em nào hiện tại đang comment dự đoán thì dự đoán nè em ơi. Hiện tại Thi Nguyễn đang ra một event cho anh em, anh em dự đoán đúng thì Thi Nguyễn sẽ donate anh em nha. Đó bảy luôn rồi, ok. Ừ. Thì tin mà. Anh em dự đoán chón, hiệu ứng chón và hiệu ứng chấn phá nha anh em. Nếu như đúng thì Thi Nguyễn sẽ donate cho anh em nha. Donate như thế nào tí thì Thi Nguyễn sẽ báo cho anh em, nói chung là chắc là có 100-200 nghìn gì đó. Đó, nếu anh em dự đoán đúng. Khải dự đoán cá cho vui này. Đây. Khải sẽ đoán hiệu ứng chón và lại công phá đúng không? Chón này. Chón. Đó, 413. Đó. Nên dự đoán đi anh em ơi. Dự ứng hiệu ứng chón và chấn phái, nếu dự đoán đúng thì sẽ nhận từ đầu nét Thi Nguyễn nha anh em. Thi Nguyễn đang chờ đợi mảnh này, mảnh cuối cùng rồi. Số. Số. Ăn nhờ. Rồi, cứ ra số cho anh xong nữa, tính tiếp. Đó, anh em dự đoán đi anh em, tí nữa chúng thì Thi sẽ donate cho anh em ngay về liền. Cạc điện thoại hoặc là ATM gì đó thì Thi sẽ donate. Rồi, bỏ thì tên Phương thì tên vô. Cố gắng chống phái 3 cấp là thành công anh em ơi. Cố gắng làm sao làm cái chống phái 3 cấp là thành công. Mắt được cái tốc độ đánh nội công 81 của Võ Đan là quá đẹp. Rồi, vô, mình cuối cùng. Rồi, thành công rồi nè, phá quá phê quá phê. Rồi, rồi bây giờ này em chuẩn bị nè. Em chuẩn bị Phúc Duyên bên cạnh rồi, chín mảnh đây. Rồi may mắn các kiểu rồi, đỡ bên cạnh này, quá tửu này, thiên sơn này. Rồi tí là cánh vào thôi. Cánh vào xong rồi quật thôi. Bỏ hai người tin ra ngồi đi. Rồi. À ước bấy lâu này, gần 2 tháng trời rồi cũng sở hữu được cái lanh nhạc kiếm anh em à. Mà không biết là như thế nào đây, anh em còn chờ đợi một pha Phúc Duyên đâu cái kia. Mày bán nha. Cắn gì? Thiên Sơn này, giờ trước khi tới đó mới cắn. Tới gần đó mới cắn rồi, đây. Đến gần đó mới cắn. Rồi. Tới gần đó là cắn hết bình Phúc Duyên nha. Rồi, di chuyển vào. Đến Lung Linh không? Không, đến Lung Linh là cái Thiên Sơn nào đó. Giờ em cắn đến thì không cắn được Thiên Sơn. Rồi làm ăn đây. Rồi. Vô việc. Đúng rồi anh em ơi. Đằng Nam, di chuyển. Ồ, oh, chín mảnh rồi anh em ạ. Chín mảnh rồi. Cả liên nhạc cố gắng 3 cấp rồi. Nói chung là mong sao 3 cấp cho. Dự đoán hết rồi anh em ơi. Rồi bây giờ là ngừng dự đoán này anh em ơi. Ngừng dự đoán này. Rồi Thi Nguyễn sẽ quản lý cái vấn đề này nha. Đó. Rồi ngừng dự đoán nha anh em. Rồi vào việc. Vào việc. Anh em bảo nhớ xuống ngựa em ơi. Từ từ tắt đàn ra xuống ngựa đi. Tắt đàn ra xuống ngựa. Rồi xuống ngựa đi. Rồi vô. Đó. Rồi ra xuống ngựa. Vô sang. Thằng em nó bỏ lung tung lần tàn không suy đoán luôn nè mà. Tới đâu hay đến đó nè mà. Let's go baby. Bum. Đó. Từ từ. Cứ từ bình tĩnh em ơi. Hiện tại chúng ta sẽ. Đây là một màn mở khó đến từ vị trí của Achi. Chúng ta cùng đợi xem được 3 cấp hay không. Đang băng 3 cấp. Đâu. 2 cấp 37 em ơi. Nói chung kiểu này thì vẫn được mà phải tốn một phi phong em ơi. Tốn một phi phong hàng ngày rồi. Tốn một phi phong. Vẫn đang mất. Rồi. Không được 3 cấp em ơi. À, rồi coi nhìn coi. Chón. Chón 37. Lôi sắc 256. Ôi lôi sắc nhiều rồi. 256. Lôi sắc 256 min. Kháng hộ 28. Sinh lực nỗ lực. Thái thực cận công. Đồ cái này bù lại 3 cấp đẹp này mày. Cái này là tiếc quá quá chỗ. Thiếu cái phi phong hàng ngày rồi. Nói chung là 2 cấp 37 này mày. Ai lầm không? Các anh lầm không anh em? 3 cấp 27. 2 cấp cho lộn. 37, 2 cấp. Xem có ai trúng không được, Khải kiểm tra coi. Không sửa anh em. Anh em nào sửa là Khải biết anh em ơi. 37. Đồ. Đúng rồi. 37, 2 cấp. 37 mà đi với Nga My thì cũng đủ. Lúc này Nga My là đủ, vừa đủ. Nga My là 33.
373, đồ cả người dự đoán 373, rất tiếc luôn. Thêm một cốc nữa là Sơn Dân Tộc đã dính rồi. Đã à, thưởng được donate rồi. Không, không hỏi ba cấp. Ba cấp, nói chung là tốn thêm phi phong hàng ngày thôi. Nói chung vẫn được, vẫn đạt được 81. Nhưng mà hơi tiếc, cũng chả tốn bao nhiêu. Nói chung là từng tốn khoảng 1.000 xu thôi. 60.000, một tuần tốn 1.000 xu, hai phi phong. Rồi, không ai trúng nha Thi ơi, không ai trúng nha Nam. Không ai trúng nha mọi người. Không ai trúng luôn rồi, không ai trúng cả. Án gì mà má này đón 362 VL đậu còn tí được rồi nét rồi. Không ai trúng anh em ơi, không ai trúng. Tâm Ngô Thanh hả, nào kiếm chưa? Tâm Ngô Thanh. À, Tâm Ngô Thanh là... Ủa? Tâm Ngô Thanh hả? Ủa sao lại Khải lại comment 372 là sao ta? À à, không, Tâm Ngô Thanh là kết thúc rồi. Tâm Ngô Thanh là kết thúc rồi anh em ơi, không trúng nha. Anh em hãy kéo lên bên trên cái... Sau cái câu ngừng dự đoán anh em, thì là Tâm Ngô Thanh là lúc này là đã ra cây vũ khí rồi mà. Đã ra cây vũ khí là Khải với Tâm Ngô Thanh là chat lên cho anh em xem là 372 mà. Nên không ai trúng nha. Không ai trúng nha. Không ai trúng nha nè. Không có, không có. Không ai trúng. Anh em kéo lên, không ai trúng anh em ơi. Không ai trúng. Là nó còn 2 cấp nữa nha. Nó ừ, một cấp nữa là thiếu nữa. 2 cấp là còn hơn nha. Còn vô thì phi phong đủ nha. Không ai trúng nha. Đâu được rồi. Kéo lên bên trên đâu có đâu nè. Nè, từ cái câu ngừng dự đoán này anh em cùng xem với Khải xem nè. Anh em cùng lọc lại với Khải một lần nha. Đây, Khải xem là đúng hay sai nha. Đây, Khải chuyển qua màn hình bên này cho anh em xem. Đây, chúng ta cùng chết với Khải nè anh em ơi. Đây, đâu rồi. Đây, ok chưa? Trong màn hình like này, Khải kéo lại cái. Khải thấy đâu ai trúng đâu. Ai sửa comment là Khải biết ngay nè. Trên này mà sửa comment Khải biết ngay. Chúng là cũng xin chúc mừng Nhật có một cây vũ khí là chung là cũng đâu bao nhiêu tiền đâu. Hợp lý thôi em. Nó vẫn rẻ hơn những cái đồ em định mua hồi xưa. Một cây linh nhật tới mười mấy triệu bạn. Đây nè. Đây nè em ơi, anh em thấy cái câu nè. Được. Đúng rồi. Ngừng dự đoán không em. Đó. Sau cái câu ngừng dự đoán này, bây giờ chúng ta kiểm lên 372. Rồi chúng ta cùng kiểm lên nha nè. Kiểm lên nha. Đó, anh em thấy cái chữ này lãng lăng này. Sao công ngừng dự đoán không? Là những cái câu phía sau này không tính này. Đó, ok chưa? Rồi đi lên này. 372 đâu có ai đâu, khả nhiên một dòng đâu có ai 372 đâu nè. Sao có được. 373 này của mình Sơn Dân Tộc thôi. Đó. Làm gì có 372. Nè. Đó. Thấy không? 53. Đó, hết. Khả năng dự đoán 413 này, tiếp tục lên trên nè. Rồi, tiếp tục lên trên nè. Tiếp tục lên trên nè. Tiếp tục lên trên. 42, 47, 2 cấp. Tài số 3, 42, 472, 433, 472, 273, 53. Đây rút lại coi như vứt nè. Đó, nhấp link không tính nữa nè. Đấy. Tại vì là có thông báo rút lại là còn đang có chỉnh sửa rồi, không được. Coi cho dù có trúng không tính 371 nè. Đây 372 Ngô Thanh, ok 372 trúng nè anh em ơi. Đó, chính xác rồi. Tâm Thanh Ngô, Ngô Thanh trúng nha anh em ơi. Đó, ok ok. Rồi ok nè. Thi làm việc với Tâm Ngô Thanh nha. Ok chính xác nè mà. Tại vì Khải lúc này Khải chưa kéo lên hết. Sorry anh em nha. Tâm Ngô Thanh là người dự đoán trúng và người đầu tiên duy nhất nha em ơi. Một người nha, ok rồi em ơi. Trúng rồi, trúng trúng. Rồi, trúng rồi, trúng rồi. Ok, chốt. Đó, có kèo anh em chơi không? Tâm Ngô Thanh trúng thưởng nha em. Cảm ơn, chúc mừng nha. Chúc mừng. Thi ơi, cái gì à? Đó, Tâm Ngô Thanh lấy cạn như thế nào thì bảo Thi thôi. Thi sẽ chuyển thôi. Ừ, rồi. Xin chúc mừng nha, nói chung là cũng chúc mừng Nhật nha em ơi. Chúc mừng Nhật cũng có cây vũ khí cũng ok rồi. Cho số điện thoại hay Facebook đây Tâm Ngô Thanh đây. Đỡ Thư Nguyễn sẽ liên hệ với Tâm Ngô Thanh và nhận donate nha. Đây em ơi, số điện thoại đây. Khó anh thế mà vẫn làm được á. Nói chung là một phần quà nho nhỏ cho buổi tối ngày hôm nay thôi. Thi donate cho anh em cho vui thôi nè. Nãy ba người, một người 33, một người 35, ổng 37 mà. Ok đúng rồi em ơi.
100k bị ổng đồng rồi em ơi, 100k bị ổng đồng. Chắc là thầy sẽ ban tiền cạc cho anh em. Nói chung là cái những cái vần như thế này thì chỗ đó thôi anh em. Rồi ok, cảm ơn em rất nhiều nha. Anh em xem video đừng quên đỡ lại cho video của Khải cũng như là Nhật AJ này một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Cảm ơn em rất nhiều nha. Sau hơn 40 phút thì Nhật cũng đã ép được cái kiếm cũng khá tương đối. Đỡ mà 3 cấp thì hoàn toàn là không cần thêm phi phong kỹ năng 1 cấp nữa, hoặc là không cần thêm mực nạ 1 cấp nữa là đạt móc 81 tốc độ đánh nội nha. Còn này nó 2 cấp thì Nhật sẽ bù hàng tuần cho mình, nó là bằng một cái phi phong kỹ năng 1 cấp thì có thể đạt móc 128, sau đó em sẽ đạt móc 81 lại nha. Đó, đơn giản thôi. Ok anh em nha, cảm ơn em rất nhiều nha. Trải nghiệm đầu đời. Rồi, lên đảo mang kiếm không em? Có lên đảo mang kiếm không em? Mang rồi hả? Ok, sau đây anh em xem nữa coi. Đây anh em ơi, thì Nhật đã cũng đủ set cho anh em xem lại set đồ của Nhật. Nhật sau đi Nhật ơi, sao set đồ cho anh em xem. Bật lên. Đó, mới ra được cái kiếm này. Đó. Rồi, tiếp tục đi em. Dây chuyền. Kiếm thì như lúc này nói thì thiếu một kỹ năng nữa nè. Còn lại đang sử dụng một set đình quốc là dây chuyền cặp phong và một ngọc bội lên nhạc. Nói chung hôm trước ngọc bội này khải khui rồi, anh em cũng xem cũng biết rồi, hơi đen. Một cấp thôi, hai cấp thì cũng đỡ đi. Nhận chón kháng hỏa 13-40, sinh lực cao, nhận làm chậm, đỡ kèm với bao tay đã đặt móc. Đó, nói chung hiện tại bây giờ thì làm chậm thì có nghe mươi thì mọi thứ 120 là hợp lý. Xét đường quắc cho anh em xem, xét đường quắc. Anh em xét đường quắc. Xét đường quắc thì cũng gọi là tầm trung đủ xài anh em ơi, cũng không phải gọi là quá VIP nhưng mà tầm này thì đủ xài rồi. Đó, đặt móc 47. Rồi này nọ thì cũng ok hết. Bao tay thì đặt móc 120 khi có cái mi đó. Rồi bây giờ sinh lực cao rồi, sau cái bản kia lên thì đang thiếu một kỹ năng anh em ơi, kết vào chân phái nè, vào chân phái tài tốc này được 75, tài công kích được 75, lên một cấp nữa thì sẽ lên được đó là 81 đó anh em không, tốc độ đánh nội công một cấp nữa thôi là 81 đó. Nghiệt vậy chứ, còn nếu mà có một cái nữa thì đạt móc 81 thì đỡ phải tốn tiền mua phi phong, nhưng mà không sao, giờ thì mua thêm phi phong thì tăng thêm lực tay thôi, chắc chắn thì mua thêm phi phong đấy. Ví dụ đang giá 5 triệu đúng không? Chỉ cần thấy kịch thành công 3 cấp thôi là nó sẽ nhảy giá lên. Ừ, nó sẽ nhảy giá 80 triệu rồi, 8 đến 10 triệu rồi đó, chỉ còn mát thôi nữa. Rồi nói chung là Khả đang live từ Discord anh em, nên là bị mờ thôi anh em thông cảm nha. Ok anh em, bây giờ thì chúng ta cùng trở lại với